Một chương trình nấu của nó là 3 giờ, bây giờ là còn lại 1 giờ 25, tức là mất một nửa rồi nhá. Và cái chế độ chọn này là cái áo này nhiều và áo này đen khả năng là liên quan đến vỏ giày, tức là vàng hay không vàng, mình đoán thế. Một đoạn đầu tiên thì nó cứ xay đi xay lại, xay rất nhiều. Và đến thời điểm này thì nó không xay nữa, nó đã xay đủ rồi. Và bây giờ chúng ta đã thấy này, nó đang bật đèn lên nhé, có nhìn được không nhỉ? Chúng ta sẽ thấy là nó bắt đầu đang phồng trương lên này, chắc là đang đốt đã nóng này rồi, đã nóng ấm ấm rồi, đang phồng đốt lên đấy, để xem nó có chín không nha. Chờ một tiếng nữa mình làm ngoài kia, thỉnh thoảng mình vào mình xem nó thêm như nào, mùi rất là thơm.